Quỳnh Lương, Trình Mỹ Duyên và dàn nữ phụ đánh bật nữ chính nhờ style hút mắt. Chào mừng bạn đến với tin tức nơi có thể làm bạn đã cái nưa vì sắp dìm idol ai đó. Bên cạnh nữ chính, dàn nữ phụ trong các bộ phim Việt giờ đây cũng được chú ý không kém. Thậm chí có một số phim mà nữ phụ còn được yêu thích hơn hẳn nhờ có được tạo hình cực bắt mắt. Từ trang phục, giày dép, phụ kiện đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đến hình ảnh sang, xịn, mịn lấn lướt nữ chính. Cùng điểm qua những mỹ nhân đóng nữ phụ cực nổi bật này nhé. Trình Mỹ Duyên trong Đừng Nói Khi Yêu, hóa thân thành vai Linh trong Đừng Nói Khi Yêu. Trình Mỹ Duyên được dịp khoe sắc với nhiều bộ cánh sang chảnh. Không sang sao được khi Linh là tiểu thư nhà giàu, luôn được anh trai chiều chuộng nên tính cách có phần ngang ngược, ương bướng. Với thiết lập nhân vật như vậy, Trình Mỹ Duyên thỏa sức diện những set đồ sang chảnh ngút ngàn. Không chỉ có thế, những bộ đồ mà Linh mặc đều dễ dàng giúp cô ăn gian chiều cao như kết hợp áo cùng chân váy ngắn, quần cạp cao phối cùng crop top tôn eo thon. Quần áo xịn rồi, phụ kiện mà Linh lựa chọn cũng đẹp và tranh xả không kém. Cô nàng có hẳn một bộ sưu tập từ mũ đến giày, kèm theo đó là những chiếc khuyên tai, vòng cổ, lắc tay và thắt lưng dạng dây xích đẹp mắt. Ngoài ra, túi xách cũng là phụ kiện mà Linh đầu tư khá nhiều, mỗi bộ đồ là một chiếc túi tương ứng. Để những set đồ phát huy tác dụng thì còn cần một gương mặt xinh đẹp, một mái tóc phù hợp với tính cách tiểu thư đỏng đảnh của Linh. Và Trình Mỹ Duyên đã rất đúng khi chọn kiểu tóc ngắn quá vai, giúp tôn lên cả nhan sắc lẫn tính cách của nhân vật. Quỳnh Lương trong Đừng Làm Mẹ Cáu. Đối thủ của Trình Mỹ Duyên trong quãng thời gian này là Quỳnh Lương. Đơn giản vì cả Đừng Làm Mẹ Cáu và Đừng Nói Khi Yêu đều đang cùng lên sóng và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Nhưng nếu so style của hai cô nữ phụ này thì đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai chịu thua ai. Hóa thân thành nhân vật Vi, một cô con dâu nhà giàu, gia đình lại có điều kiện nên không có lý do gì mà Quỳnh Lương lại không thả sức diện đồ sang chảnh cả. Trong Đừng Làm Mẹ Cáu, Vi nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên cùng gu thời trang tiểu thư sành điệu. Quỳnh Lương đã bê nguyên phong cách của bản thân vào nhân vật Vi với những bộ đồ hợp mốt, theo kịp xu hướng và ứng dụng luôn những bộ sưu tập mới nhất của các thương hiệu thời trang nhằm thể hiện sự giàu có, sang chảnh của nhân vật. Điều đặc biệt đó là xuyên suốt bộ phim, trang phục của Quỳnh Lương không hề trùng lặp, thậm chí mỗi tập cô nàng còn thay từ 2 đến 3 bộ đồ. Tổng cộng đã có khoảng 60 bộ đồ được cô sử dụng cho bộ phim, mỗi bộ có giá xấp xỉ 2 đến 4 triệu đồng, ghê gớm hơn có những chiếc áo đắt đỏ lên tới gần chục triệu đồng. Ngoài quần áo, Quỳnh Lương cũng rất đầu tư vào phụ kiện như giày, túi xách, trang sức. Thu Quỳnh trong Hương Vị Tình Thân, tuy không phải con nhà giàu như những vai diễn của Quỳnh Lương hay Trình Mỹ Duyên, song Thu Quỳnh vẫn có gu thời trang cực ấn tượng khi đảm nhận vai diễn Khánh Thi trong Hương Vị Tình Thân. Vì công việc của Khánh Thi là một thư ký nên trong Hương Vị Tình Thân, Thu Quỳnh rất ưa sử dụng những set đồ công sở tôn lên dáng vẻ thanh lịch, nền nã. Không chỉ tạo hình đi làm được yêu thích, những bộ đồ thường ngày của nhân vật Khánh Thi cũng rất nhẹ nhàng, càng giúp cô có được vẻ ngoài xinh đẹp, hút mắt. Ngay đến những set đồ mặc nhà của Khánh Thi cũng từng được khán giả khen ngợi hết lời, đặc biệt là khi so sánh với nữ chính nam do Phương Oanh đảm nhận thì Thu Quỳnh càng có lợi thế. Còn nhớ, thời điểm Hương Vị Tình Thân phát sóng, đã có rất nhiều tranh cãi về trang phục của Thu Quỳnh và Phương Oanh trên phim. Phía nữ phụ thường xuyên nhận được lời khen, cho rằng cô biết cách phối đồ và diện đồ vô cùng hợp lý cho mỗi cảnh quay. Ngược lại, nữ chính lại bị chê không ngớt, vì dù là ngày còn ngây thơ hay đã làm dâu nhà giàu, nam vẫn chẳng biết lên đồ, dù có ăn diện cũng không thể đọ lại style của Thu Quỳnh. Hương Giang trong Đừng Làm Mẹ Cáu. Trong Đừng Làm Mẹ Cáu, dường như dàn nữ phụ đều có style ăn đứt nữ chính, nhưng đây là do thiết lập nhân vật thôi nên không thể trách được. Ngoài Quỳnh Lương thì Hương Giang cũng là mỹ nhân có style cực bắt mắt ở bộ phim này. Với những set đồ công sở đã mang đến một nàng Mai Anh có tính cách đáng ghét nhưng lại có ngoại hình thanh lịch, chỉn chu, sang chảnh. Cũng nhờ những tạo hình đáng khen này mà Hương Giang được khán giả yêu mến hơn một chút. Được biết, hầu hết những bộ đồ mà cô nàng diện trên phim đều đến từ các thương hiệu Việt, dù không quá đắt đỏ nhưng vẫn rất đẹp và tôn dáng. Trên đây là dàn nữ phụ có style cực hút mắt của các bộ phim giờ vàng. So với các nữ chính thì những cô nàng này nổi bật hơn hẳn nhờ tạo hình đẹp, được chăm chút chỉn chu. Dĩ nhiên cũng phải nhờ vào thiết lập nhân vật thì dàn nữ phụ này mới có thể thỏa sức phối đồ được. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức. Nếu có làm bạn khó chịu vì lỡ dìm các idol, hãy vui vẻ lên vì ai bảo bạn ham hóng chuyện cơ chứ.